Bộ truyện Đại quản gia là Ma Hoàng, chap 345-346, ở tập trước Hoàng Phủ Thanh Thiên đã đích thân bước đến chơi với Trác Phàm rồi. Trong lúc Trác Phàm đang giết chóc với đám vô danh tiểu tốt, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã lao tới từ sau lưng anh, đem theo một cỗ lực lượng bá đạo, Trác Phàm cũng không ngán. Máu anh đang sủi lên rồi, thích thì chiều, liều thì chiến, Trác Phàm cũng bỏ qua đám tôm tép, phóng tới đối đầu với Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng đến Hoàng Cực Bá Thể Quyết, tung ra một quyền, Trác Phàm thì dùng lực lượng tử lôi trong người mình, tung ra một đòn uy lực đến chỗ hắn. Hai quyền chạm nhau tạo ra một sức mạnh kinh người, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Nhóm vô danh tiểu tốt nhìn thấy thì phát hoảng, lập tức quay xe bỏ chạy. Thế nhưng bọn chúng đều không thoát, uy lực từ hai con quái vật bộc phát ra không cho chúng một chút cơ hội trở tay, chỉ trong một nháy mắt đã cho bọn chúng đang xuất tập thể khỏi trái đất. Sau một tiếng nổ long trời lở đất, cả Trác Phàm và Hoàng Phủ Thanh Thiên đều bị đẩy lùi lại phía sau, ai nhìn thấy cũng phải sững sờ. Rốt cuộc hai con quái vật này siêu việt tới mức nào vậy? Ngay cả Phương Thu Bạch khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm khái, không phân cao thấp, thực lực tương đương. Chẳng trách lúc trước khi nhận nhiệm vụ này, Trác Phàm lại sảng khoái như thế, xem ra lịch sử ngàn năm của Đế Vương Môn có lẽ cũng phải khiếp sợ trước tiểu tử này. Ở chỗ Hoàng Phủ Thanh Thiên, càng ngày hắn càng cay giái, đường đường là đại công tử Đế Vương Môn, một đời đứng trên đỉnh chóp, giờ lại phải chịu uy hiếp như thế này sao? Hắn đương nhiên không cam chịu, tiếp tục lao lên chơi chết Trác Phàm. Trác Phàm không sợ, ngược lại còn chủ động ra tay trước, anh lao tới chỗ hắn trong nháy mắt, đánh ra một chảo, Hoàng Phủ Thanh Thiên né được, sau đó cũng lập tức đấm ra một quyền, Trác Phàm tóc biến trong tích tắc, quyền của Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh hụt vào mặt đất, một làn sóng ba động dài cả trăm mét được tạo ra, quét ngang qua vị trí của nhóm người Phong Tông Lào. Phong Tông Lào vốn dĩ đã cụt cả chân lẫn tay, hiển nhiên là đứng không vững. Thân thể hắn cứ bay như diều đứt dây vậy, U Vũ Sơn và Nghiêm Bán Quỷ thức thời, lập tức rủ nhau tìm chỗ trốn. Chỗ trâu bò đánh nhau thì đám ruồi muỗi như chúng chịu đâu có nổi. Hoàng Phủ Thanh Thiên đấm hụt, chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Trác Phàm đã hiện ra từ trong màn bụi khói. Trác Phàm nắm lấy cái đầu bầu ngược của hắn ấn xuống, sau đó thì tặng cho hắn một cú lên gối thần sâu. Hoàng Phủ Thanh Thiên bị đánh cho văng cả nước dãi, cũng may là hắn kịp ổn định tinh thần để phản đòn. Hắn muốn nắm lấy đầu Trác Phàm nhưng anh né được, thấy vậy hắn lập tức đổi chiêu thức, bàn tay hắn úp xuống, thi triển ra Cửu Long Kim Cang Thân, Long Uy Chảo. Ở bên ngoài Phương Thu Bạch nhìn thấy thì hoảng hốt, cái gì? Cửu Long Kim Cang Thân? Không ngờ công pháp địa giai này lại lần nữa xuất hiện trên giang hồ. Đối diện với sát chiêu, Không Minh Thần Đồng của Trác Phàm lập tức lóe lên, cấp tốc di hình hoán vị, một chảo của Hoàng Phủ Thanh Thiên bổ xuống. Nó tạo thành một cái lỗ to và sâu như cái giếng làng vậy, thế nhưng chẳng thấy Trác Phàm đâu cả, hắn hốt hoảng quay đầu lại. Lúc này đã thấy Trác Phàm trụng hai tay vào nhau, tích tụ tử lôi mãnh liệt, đang lao đến chỗ hắn với tư thế bổ củi. Hoàng Phủ Thanh Thiên không kịp phản ứng, bị Trác Phàm táng cho sấp mặt lờ. Với uy lực mạnh mẽ của tử lôi, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã đi thẳng vào lòng đất. Pha lực kèo của Trác Phàm lại làm cho Phương Thu Bạch có chút không tin được, khó thế mà cũng làm được sao? Trên thế giới này còn loại công pháp mà Phương Thu Bạch ta không biết ư? Ít nhất là ở Thiên Vũ này không có. Tiểu tử Trác Phàm này đúng là độc lạ bình dương mà. Không chỉ phe đồng minh của Trác Phàm vui ra mặt, ngay cả cha ruột của Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng phải cười nhếch mép. Xem ra Thanh Thiên vẫn chưa phải đối thủ của tiểu quái vật kia, muốn đối phó với chiêu thức quái dị của hắn ta, đành phải nhờ vào Lãnh Tiên Sinh rồi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nói. Hừ, chẳng phải ông muốn nhân cơ hội này hạ bệ uy tín của đại công tử trong lòng các trưởng lão sao? Tuy nghĩ là thế, nhưng Lãnh Vô Thương vẫn nói là môn chủ yên tâm đi, mọi thứ phải được sắp xếp thỏa đáng. Quay lại nơi Hoàng Phủ Thanh Thiên, cái lỗ hắn vừa chui xuống sâu không thấy đáy, phải mất một chút thời gian thì hắn mới có thể từ dưới đài xã hội đi lên. Thế nhưng vừa mới lu đầu ra, một đạo khí tức màu tím mộng mơ đã cắt ngang qua cái cần cổ của hắn. Điều này làm hắn có chút không tin nổi. Vừa nãy hắn dường như đã cắt xuyên qua cổ của ta sao? Trác Phàm, ngươi là người duy nhất có thể dè dọa được ta đó, nhất định phải giết. Hoàng Phủ Thanh Thiên điên tiết, hắn dùng hết tốc lực để bắt lấy Trác Phàm. Khi túm được cái cánh của anh, hắn không suy nghĩ nhiều mà tung ngay một đấm. Thế nhưng lần nào cũng vậy, Trác Phàm đều có thế biến mất trong nháy mắt. Hơn nữa sau khi né được đòn, Trác Phàm liền nện cho hắn một cú thật mạnh. Lúc này Hoàng Phủ Thanh Thiên đã biết đến độ lợi hại của Trác Phàm rồi, thân hình lơ lửng bất định, căn bản không thể tóm được. Và từ đó Hoàng Phủ Thanh Thiên ăn hành ngập con mẹ nó mồm luôn. Trác Phàm nện hắn chạy từ tây sang đông, sau đó thì nện từ đông sang đây, không có cách giải quyết, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền hét ầm lên, ra lệnh cho mấy tên đàn em khai mở đại trận. Đại công tử, chẳng phải ngài bảo đại trận này phải đợi sao? U Vũ Sơn trả lời. Mẹ nó, không đợi được nữa rồi, mau khởi động trận ngay cho ta, Hoàng Phủ Thanh Thiên giận đến quát ầm lên. U Vũ Sơn không dám cãi lời, lập tức hạ lệnh mở trận. Trận vừa kích hoạt, một tầng kết giới hình lập phương đã được kích hoạt trên diện rộng. Trác Phàm nhìn thấy một màn này thì cũng hiểu ra, bản thân mình thật sự đã bị Lãnh Vô Thường nhìn thấu rồi. Ở bên ngoài, Lãnh Vô Thường có chút ngoài ý muốn, đã khởi động trận rồi sao? Hơi sớm quá, theo lão phu được biết, Trác Phàm có nghiên cứu về trận thức, nên phải khởi động trận này càng muộn càng tốt, lúc đó mới khiến hắn không kịp trở tay. Nhưng cái gì? Nếu lúc này không khởi động trận pháp, Thanh Thiên e là sẽ không trụ được nữa, Lãnh Tiên Sinh. Kể cả bây giờ khởi động chiêu thức, tiểu tử đó còn có cơ hội phá trận thật sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên hỏi.
Cho dù hắn là đại sư trận pháp thì cơ hội cũng ngủ mịt thôi, Lãnh Vô Thường nói. Thế chẳng phải được rồi à, chẳng qua là ngươi lo lắng nếu kéo dài, hắn sẽ có đủ thời gian nghiên cứu trận thức mà phá ra thôi. Nếu cơ hội mù mịt thì còn đáng sợ cái gì nữa, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nói. Lúc này, Lãnh Vô Thường lại được phen nói phét, một khi lão phu đã ra tay, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để chờ mình, đặc biệt là đối thủ càng nguy hiểm lại càng phải như thế. Nghe hắn nói vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên có suy nghĩ, con mẹ nó, đúng là cuộc chiến tranh của mấy thằng não to, ác còn hơn cả cuộc chiến của những người tu luyện như bọn hắn. Ở chỗ Trác Phàm lúc này, anh đã nhận ra đây là khốn trận cấp 6, Tiểu Chu Thiên trận, lọt vào trận này, trừ khi được đích thân người bày trận thả ra, căn bản là không có lối thoát. Và trong không gian này anh cũng không thể dùng đến di hình hoán vị, thật sự không còn đường lui rồi, chỉ còn một lựa chọn, đó chính là liều mạng thôi. Hoàng Phủ Thanh Thiên, Trác Phàm bắt đầu lao tới. Hoàng Phủ Thanh Thiên giờ đây đã vui ra mặt, hắn tự tin nói, tới đi Trác Phàm, và thế là cặp đôi oan gia lại lao vào làng xa quần với nhau. Đông Tây Nam Bắc đều đánh không ngừng nghỉ, dường như là chẳng có ai chịu nhường cho ai dù chỉ là một đòn. Hễ Trác Phàm bị ăn một miếng, anh cũng lập tức trả lại một miếng ngay. Cả một khoảng trời lớn lúc này chỉ còn thấy hai loại ánh sáng vàng tím phát ra từ chiêu thức của hai người. Chỉ là sau một hồi trao đổi chiêu thức, Trác Phàm đã có chút thấm mệt biểu lộ ra ngoài. Trác Phàm, sao còn chưa tới ngàn chiêu mà ngươi đã mệt rồi à? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười khẩy. Ở bên ngoài, phe đồng minh đã bắt đầu lo lắng. Hoàng Phủ Thanh Thiên đúng là đáng sợ, đối diện với đối thủ như Trác Phàm mà hắn ta vẫn chưa dốc hết sức sao? Tạ Thiên Thường nói. Ha ha ha, không phải là chưa dốc hết sức, mà là từ lúc bắt đầu Trác Phàm đã mất quá nhiều sức, đã vượt qua phạm vi chịu đựng của bản thân hắn rồi. Tử lôi trên người hắn đã bắt đầu nhạt dần, lúc trước có lẽ là nhờ tử lôi trị uy, hắn mới miễn cưỡng tăng cường sức mạnh lên ngang ngửa Hoàng Phủ Thanh Thiên được. Có điều cái giá của việc này là vượt qua sức chịu đựng của nhục thân, nói đơn giản là đang liều mạng, nếu lúc trước nhờ vào thân pháp quỷ dị của bản thân, hắn còn có sức để liều, bây giờ lớp kết giới đã phế bỏ hoàn toàn thân pháp của hắn, hắn cũng chỉ có thể đợi đến lúc khô kiệt sức lực thôi. Các người đừng có nghĩ bây giờ hắn đang ngang tài ngang sức với Hoàng Phủ Thanh Thiên, thực chất là hắn đã sức cùng lực kiệt rồi, thắng thua đã rõ, không cần xem nữa. Hầy. Nghe Phương Thu Bạch nói ra những lời này, mọi người càng là lo lắng, riêng những cô gái đem lòng yêu Trác Phàm đều là khóc hết nước mắt. Trác Phàm vẫn đang tích cực tấn công, thế nhưng đã không thể uy hiếp Hoàng Phủ Thanh Thiên như lúc đầu nữa. Ở một chiêu cuối cùng, anh đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng Hoàng Cực Bá Thể Quyết đánh gục, ấn mạnh cố đất, miệng trào máu. Hoàng Phủ Thanh Thiên khoái chí lắm, hắn đạp lên ngực Trác Phàm, miệng mỉa mai, hừ, tiểu tử thối, chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao, chẳng phải ngươi có chiêu thức quỷ dị lắm à, đừng tưởng bổn công tử không nhìn ra. Tuy tử lôi tăng sức mạnh cho ngươi, nhưng đồng thời nó cũng phá hủy thân xác của ngươi. Ngươi có thể chiến đấu với bổn công tử, chẳng qua là hành vi chó cùng rứt dậu thôi. Thực lực thật sự của ngươi còn kém bổn công tử xa lắm. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Hoàng Phủ Thanh Thiên vừa nói vừa dẫm thục thục vào lồng ngực của Trác Phàm. Video hôm nay đến đây thôi nhé. Nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới.